Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, nhiều chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ kinh tế xã hội đã và đang triển khai, không chỉ mang lại những đổi thay rõ rệt, nâng cao mức sống của người dân, mà còn tạo sức bật, động lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, thì mục tiêu chung của chương trình là đẩy mạnh khai thác tiềm năng lợi thế của các địa phương dân tộc thiểu số, miền núi, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn, liên vùng kết nối với các vùng nhằm phát triển toàn diện, vân vân. Nhờ vào chính sách đúng đắn của chính phủ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thời gian qua đã đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Hiện nay thì Ủy ban dân tộc được chính phủ giao nhiệm vụ là chủ trì một cái chương trình tương đối lớn. Đó là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó chúng tôi thiết kế 10 cái dự án thành phần. Còn có trong 10 cái dự án thành phần nó còn có các cái tiểu dự án. Thì trong đó có cái phần hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trước mắt là chúng ta tập trung giải quyết cho cái giai đoạn là 2021-2025 với tổng mức đầu tư cho cái giai đoạn này là khoảng 137.000 tỷ. Đây là phải nói là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc. Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Điện Biên ước đạt 10,19%. GRDP bình quân đầu người ước đạt gần 40 triệu đồng, tăng 11,87% so với năm 2021. Nhờ phát triển kinh tế mà thời gian qua diện mạo Điện Biên đã từng ngày thay da đổi thịt. Là cái tiêu thụ nông sản của Điện Biên so với lại các cái trung tâm sản xuất hàng hóa lớn của đất nước thì cũng đi sau. Cho nên là từ trước đến nay thì đồng bào mới chủ yếu là tiêu thụ theo các cái kênh truyền thống, mang ra bán ở chợ thôi. Thế thì trong thời gian vừa qua, cùng với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và sự kết nối thông qua các cái chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, thì các nhà phân phối và bán lẻ lớn ở trên cả nước cũng đã tìm đến Điện Biên và cũng đã hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên cũng như là nông dân tỉnh Điện Biên đưa những cái sản phẩm đặc sản của chúng tôi tham gia vào các cái chuỗi cung ứng ở thị trường trong cả nước. Các tỉnh trong địa bàn khó khăn như tỉnh Điện Biên chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái chương trình hết sức cần thiết. Còn về phía địa phương thì chúng tôi cũng có các cái chương trình hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào. Thì cùng với lại chính sách chung của Đảng và Nhà nước, cùng với chính sách của địa phương thì cũng là cái nguồn lực rất là quan trọng để tiếp tục phát huy cái tiềm năng lợi thế trong sản xuất nông sản ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tiếp cận được thị trường trong nước. Năm 2023, năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên phấn đấu GRDP tăng 10%, duy trì đà tăng trưởng kinh tế của năm 2022, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị, dịch vụ, đồng bộ theo hướng hiện đại. Bên cạnh việc phát triển kinh tế xã hội, Điện Biên cũng tập trung hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho bà con đồng bào dân tộc. Điện Biên chỉ là một trong số rất nhiều các tỉnh thành trong cả nước chú trọng đến việc phát triển kinh tế cho vùng đồng bào dân tộc. Theo Ủy ban Dân tộc, năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức triển khai chương trình, nhưng các địa phương đã triển khai hết sức đồng bộ. Trong đó, Ủy ban Dân tộc cùng 15 bộ ngành được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án, tiểu dự án, đã hoàn thành 32 trên 33 văn bản hướng dẫn, 60 văn bản trao đổi, quy trình, làm cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai có hiệu quả chương trình. Năm nay, các địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Trong đó, cần có sự lồng ghép các chương trình, dự án
để bảo đảm được thực hiện hiệu quả và phù hợp với từng địa phương, chú trọng hỗ trợ công tác xóa đói giảm nghèo cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó là tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2030, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm sâu sát, quyết liệt, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trong chương trình.